Đầu tiên là câu hỏi của anh Đinh Đức. AZFIN cho mình hỏi về xu hướng ngành bán lẻ trong dài hạn và của MWG ạ. Xin cảm ơn. Câu hỏi này xin mời anh Phục đi ạ. Những cổ phiếu như Thế Giới Di Động có sự điều chỉnh mạnh, đặc biệt là cái việc Bách Hóa Xanh họ dự báo rằng là trong quý 4 này có lãi thì cuối cùng đã bị lùi lại. Thì rất nhiều người đặt ra câu hỏi về cái ngành này cũng như là những cái doanh nghiệp trong ngành này, đó là cái lĩnh vực bán lẻ thế nào. Thì trước tiên nói về cái ngắn hạn đi, ngắn hạn một chút, thì rõ ràng vừa rồi là kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, từ đó tác động đến ít nhiều đến các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do đó là vừa rồi các anh chị có thể thấy công nhân ở rất nhiều tỉnh họ đã bị giảm giờ làm, thậm chí một số các doanh nghiệp còn còn cho công nhân nghỉ luôn không lương một thời gian. Thì qua điều tra thì thấy rằng là do cái đơn hàng của bên Mỹ và châu Âu nó suy giảm mạnh đến từ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là do kinh tế khó khăn, thành ra tiêu dùng ở Mỹ đâu nó đi ngang và châu Âu đi ngang chứ nó không giảm nhé. Cái yếu tố tác động mạnh hơn ấy mà chúng ta lại thường không nói đến, đó chính là cái yếu tố trước đây do Covid khiến cho nó bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Thì khi đứt gãy chuỗi cung ứng thì các cái nhà nhập khẩu hàng hóa ấy, họ sợ sợ rằng là sẽ bị thiếu hàng bán. Bởi vậy họ tích cực đặt hàng rất mạnh vào cái cuối năm 2020 đến tận cuối 2021. Họ đặt hàng cực kỳ mạnh ở giai đoạn đó, thậm chí đến đầu năm 2022. Thì khi đó lượng hàng về nó ùn ùn ấy. Ví dụ trước đây để vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ mất khoảng độ 15 ngày, thì do gián đoạn có khi nó mất tháng rưỡi cơ, mất 45 ngày cơ. Thế bởi vậy cho nên các nhà nhập khẩu họ lại đặt rất nhiều hàng, họ để tồn kho đến gấp rưỡi, thậm chí có những nơi gấp đôi. Thế do đó là bây giờ khi mà cái tắc nghẽn chuỗi cung ứng đã được giải quyết thì lượng hàng tồn kho họ nhiều quá. Thế là họ phải hạ bớt xuống. Đó, kết hợp với cái kinh tế khó khăn, thế là cái tiêu dùng của người ta không tăng, thì khiến cho là cái lượng hàng của họ dư thừa thì họ phải bán một thời gian đã, vơi đi họ mới đặt hàng tiếp. Thế do đó là cái đơn đặt hàng cho quý 4 năm 2022 này, quý 1 2023 này và đến nửa quý 2 năm 2023 là bị chậm rất nhiều, nhiều doanh nghiệp bị cắt hoàn toàn. Đó, từ cái đó thì có thể thấy rằng là cái thu nhập của người dân, của những người nghèo ấy, những người nghèo và thu nhập trung bình đổ xuống nó bị nguy cơ bị giảm. Và người Việt chúng ta lại có một cái đức tính gọi là rất hay, đó là phòng thủ, tức là khi báo động tương lai là có thể khó khăn giảm thu nhập, thế là họ phòng thủ luôn, họ cắt giảm chi tiêu luôn. Đó, người Việt khác, các nước khác ở trên thế giới như thế là cắt giảm ngay chi tiêu, thì khi đó thì nó ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp bán lẻ trong cái ngắn hạn. Và những cái số đó chúng ta có thể điểm qua, đó là xuất nhập khẩu tháng 11, tháng 12 giảm mạnh, đúng không ạ? Đấy là về cái ảnh hưởng trực tiếp. Còn về cái mảng bán lẻ thì tháng 11, tháng 12 vừa rồi có cái dấu hiệu chững lại rất rõ ràng. Đó, thì cái việc chững lại này nó sẽ tiếp diễn đến quý 1, quý 2 năm 2023. Đó, tuy nhiên thì đây chỉ là yếu tố ngắn hạn. Vì sao lại ngắn hạn? Vì trước tiên là vì thu nhập GDP chúng ta năm nay đã lần đầu tiên vượt 400 tỷ đô, với mức đạt gần 410 tỷ nghìn 10 tỷ đô. Thu nhập bình quân đầu người cũng gần 4.100 đô một người một năm. Thì cái tiêu dùng nó phụ thuộc vào cái tăng trưởng GDP trong dài hạn. Đó. Và cái tăng trưởng của chúng ta năm 2023 dự báo có khó khăn, nhưng mà vẫn có những cái ngành, những cái lĩnh vực nó có thể tăng trưởng vượt trội để nó bù lại phần khó khăn. Thế do đó về cái xu hướng lâu dài ấy, bán lẻ của chúng ta sẽ có khả năng tăng trưởng khoảng hai con số, tức là khoảng quanh 10%. Quanh 10%. Thì cái triển vọng lâu dài của mảng bán lẻ thì AZFIN vẫn đánh giá rất cao. Rất cao vấn đề này. Bởi vì những cái nội lực của chúng ta bây giờ rõ ràng khỏe hơn ngày trước rất nhiều và có đủ các cái điều kiện cơ sở để chúng ta có thể tăng trưởng GDP tốt. Còn nhiều anh chị hỏi tiếp là cái GDP có tin được không? Việt Nam thông báo có tin được không? Thì việc rất đơn giản, bây giờ anh chị thử so sánh cái mức sống bây giờ, cái mức thu nhập bây giờ, chi tiêu bây giờ so với 10 năm trước là anh chị thấy gấp nhiều lần không? Ít nhất nó cũng phải gấp đôi gấp ba đúng không? Thì trong 10 năm qua thì GDP của chúng ta theo báo cáo của chính phủ ấy, 10 năm qua đâu đó nó tăng khoảng độ 1,8 lần. Anh chị thử so sánh với năm 2012 xem rằng bây giờ thu nhập mọi thứ có tăng 1,8 lần không? Nếu có thì là GDP báo cáo của chính phủ là rất đúng đấy. Đó, đó thì đấy là cái câu chuyện như thế. Thì tổng kết lại cái mảng bán lẻ trong dài hạn là cái sức tăng trưởng nó vẫn rất mạnh. Và khi mà thu nhập của người dân đạt cái ngưỡng 3.500 đô trở lên ấy, thì bây giờ là 4.000 đô ấy, thì cái tăng trưởng bán lẻ nó lại càng mạnh mẽ hơn.
Bởi vì đây vừa mới bứt phá qua khỏi cái mức hơn 3.000 đô, là cái mức vừa đủ những cái nhu cầu cơ bản. Thì khi vượt qua cái mức nhu cầu cơ bản ấy, thì cái lượng tiền dôi dư nhiều họ sẽ chi cho bán lẻ tiêu dùng nhiều. Thì đấy là xin trả lời anh về cái triển vọng dài hạn của bán lẻ là như vậy. Mời ra. Em cảm ơn anh Phục ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Thu Hương. Dự kiến 2023 lạm phát trong nước sẽ tăng so với năm 2022. Vậy nên đầu tư gì trong bối cảnh này? Thông tin Trung Quốc mở cửa làm tích cực cho một số cổ phiếu như ANV, IDI. Theo các chuyên gia, nhịp tăng này có phải là tăng do kỳ vọng của nhà đầu tư hay dự kiến triển vọng cho nhóm này? Và câu hỏi thứ ba cũng của chị Thu Hương luôn là xin nhận định của các chuyên gia về tình hình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2022 của các nhóm, liệu nhóm nào sẽ bị tác động xấu về kết quả kinh doanh? Câu hỏi này chắc là em xin mời anh Phục luôn đi ạ. Vâng, ok, chị Thu Hương đúng không? Có Vâng ba câu hỏi liền đúng không? ạ. Đúng không? Câu Vâng hỏi ạ. đầu tiên là liên quan đến cái vấn đề gọi là lạm phát đúng không? Thì lạm Đầu tư phát của gì năm trong bối sau cảnh lạm thì phát ạ? ok, thì theo như là những cái gì hiện nay, theo như những cái cơ sở hiện nay thì lạm phát năm 2023 có thể cao hơn 2022 một chút. Tuy nhiên cái lạm phát vẫn chúng ta vẫn kiểm soát khá tốt. Và thực sự cái lạm phát năm 2022 của chúng ta kiểm soát là quá tốt đi. Và cái báo cáo của họ là có thật đấy. Không tin thì anh chị cứ thử ra chợ, ra các nơi các anh chị sẽ thấy. Nó không tăng giá như những gì người ta đồn thổi đâu. Hay là ví dụ như cái Highland Coffee chẳng hạn, nó tăng có một lần. Nhưng mà anh chị thấy rằng 6 năm qua nó mới tăng một lần, đúng không? Đấy chứ không phải năm nào nó cũng tăng 20% như thế. Đó, thế thành ra cái lạm phát nhìn vào một mặt hàng nào đó, nhìn vào một điểm nào đó thì nó chưa thực sự chính xác. Còn nhìn tổng chung thì lạm phát năm vừa rồi nó tăng 4,5% cuối năm so với đầu năm là 4,5%, còn trung bình là hơn 3%, thì đấy là một cái mức AZFIN đánh giá là tương đối chính xác. Tất nhiên là không thể kiểm tra được 100% cả đúng không ạ, nhưng tương đối chính xác. Còn nói về cái việc mất giá đồng tiền thì năm vừa rồi mất giá đồng tiền thậm chí còn thấp hơn cái số đó cả. Với cuối năm, ví dụ cuối năm giá bất động sản giảm chẳng hạn, thì rõ ràng nếu mà tính về mất giá đồng tiền là nó sẽ không mất nhiều. Và năm 2023 thì như chị cũng nói, cũng như là rất nhiều các chuyên gia ra họ cũng đưa ra rằng là lạm phát áp lực năm 2023 có thể lớn hơn một chút chứ nó không lớn hơn quá nhiều. Hai cái áp lực lạm phát lớn, hai cái áp lực lạm phát, một là lạm phát do cầu kéo. Cầu kéo là như này, tức là cái nhu cầu chi tiêu tăng cao, tăng mạnh thì nó sẽ khiến cho giá hàng hóa đi lên, thì đấy gọi là do cầu kéo. Đó thì cái sức mua của Việt Nam như chúng ta vừa đánh giá cái mảng bán lẻ đấy, vân vân đấy, thì nó sẽ không quá mạnh đâu. Thế do đó cái cầu kéo nó cũng sẽ không mạnh. Thứ hai là cái chi phí đẩy. Thì cái chi phí đẩy thì nó gồm có hai cấu thành. Một cấu thành đầu tiên là chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa từ nước ngoài về. Thì cái này thì áp lực từ cuối năm 2022 nó cực thấp rồi. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị thấy đô la vừa mới tạo đỉnh 24.880 đồng, bây giờ còn có 23.400 thôi. Đó thì thành ra là áp lực do cái nhập khẩu lạm phát nó bị giảm xuống rồi. Thì 2023 kỳ vọng là nó sẽ yếu, nó không mạnh như ở quý 3 và đầu quý 4 2022 đâu. Và cái chi phí đẩy thứ hai đó là chi phí đẩy ở trong nước. Thì trong nước có chi phí đẩy gì? Đúng không? Nếu cái giá xăng dầu của chúng ta mà tăng mạnh chẳng hạn thì nó sẽ góp phần tác động khá đấy. Thì người ta tính toán như này, xăng dầu tăng giá khoảng 10% thì tác động đến lạm phát của chúng ta khoảng độ 0,3%. Đó thì đấy là yếu tố xăng dầu. Thì xăng dầu rất khó dự báo. Tuy nhiên với cái kinh tế thế giới ảm đạm như này thì khả năng cao xăng dầu sẽ không tăng quá mạnh. Đó. Tiếp theo cái chi phí đẩy mà mạnh nhất cho lạm phát năm 2023 ấy, nó đến từ đó là có khả năng cao là chính phủ sẽ tăng giá điện. Vừa rồi thì đầu năm vừa rồi thì chính phủ đã tăng giá xăng 1.000 đồng là cho cái thuế môi trường hay gì gì đấy, vừa tăng xong. Đó, thì cái đó nó tác động một phần đến lạm phát này. Rồi tiếp theo là cái vấn đề giá điện. Giá điện trong 4 năm 3 4 năm qua của chúng ta bây giờ nó thuộc dạng giá điện thấp nhất thế giới, thuộc dạng thấp nhất thế giới. Và 3
trong năm qua thì anh chị nếu mà có theo dõi về ngành điện ấy, thì giá than đầu vào này, giá khí để làm điện này nó tăng gần gấp đôi. Nhưng mà giá điện của chúng ta bán đang bán cho người dân là dưới giá vốn, và 3 4 năm qua chúng ta không tăng một đồng nào khi bán cho người dân. Thì cái điều này nếu mà chính phủ mà quyết định tăng giá điện thì nó cũng sẽ tác động đến mọi mặt đời sống và nó cũng tác động đến lạm phát một phần nữa, đúng không? Rồi tiếp theo đó là liên quan đến gọi là giá thực phẩm, thì đặc biệt là thịt lợn, thì khi Trung Quốc mở cửa thì cầu họ rất nhiều, thì có thể nó làm tăng cái giá thực phẩm lên một chút nữa thì tác động đến lạm phát. Đó, đấy là những cái yếu tố tác động đến lạm phát. Thì tổng chung các cái yếu tố đó thì nó có áp lực, có áp lực, nhưng mà áp lực nó không phải quá lớn và chính phủ vẫn kiểm soát được điều đó. Tức là những cái yếu tố khách quan thì nó tương đối nhẹ, nhưng yếu tố chủ quan như giá điện vân vân chẳng hạn, nếu mà áp lực lớn quá thì chính phủ có thể kiềm lại. Thì với cái lạm phát nó khoảng hơn 4% như thế, hơn 4% như thế thì hoàn toàn nó tương đối bình thường thôi, chứ nó không phải cao đối với một nền kinh tế tăng trưởng hơn 6% như chúng ta. Thế thì trước tiên là trao đổi về cái lạm phát như thế, và để làm gì lạm phát như thế thì làm gì để bảo vệ, đúng không? Thực ra nó không phải lạm phát phi mã 2-3%, nếu lạm phát cao quá thì chị nên mua vàng, còn lạm phát vừa phải như thế thì chúng ta sẽ đầu tư cổ phiếu được. Thì nếu mà để an toàn thì chị đầu tư những cái cổ phiếu có cổ tức gấp đôi gấp ba lạm phát đi, tức là cổ tức khoảng độ 10% chẳng hạn, đúng không ạ? Cổ tức khoảng 10%. Thì trong danh mục của chúng ta, thực ra trong danh mục chúng ta cũng có rất nhiều những cái cổ phiếu cổ tức rất cao, ví dụ Phước Hòa vừa trả 4.000 xong, sang năm cũng dự kiến cũng sẽ trả 4.000. Rồi các cái cổ phiếu như VIB cũng có kế hoạch trả cổ tức này, đúng không ạ? Rồi là FPT cũng có trả cổ tức này, vân vân, rất nhiều cổ có trả cổ tức khá cao ở trong danh mục của chúng ta. Đó, thì chúng ta là như vậy. Đó. Tiếp theo vấn đề thứ hai là thông tin Trung Quốc mở cửa, về cơ bản là nó có tác động một phần đến ANV và IDB thôi, chứ nó không tác động nhiều. Bởi vì tác động nhiều hay không thì chúng ta phải xem những thằng này xuất khẩu sang Trung Quốc có nhiều hay không. Và vừa rồi Covid đóng cửa đấy thì nó có bị ách nhiều hay không? Nó có bị giảm nhiều không? Thực tế thì nó giảm không nhiều đâu ạ. Thì khi mở lại thì nó cũng sẽ hồi phục trở lại, nhưng nó hồi phục không quá lớn đâu ạ. Đó, tất nhiên là có tích cực. Thì cái vấn đề tăng giá ở đây nó đến từ cả hai yếu tố. Một là những cái công ty này kết quả kinh doanh nó sẽ được hưởng lợi hơn một chút, không nhiều đâu, độ 10 đến 15% thôi. Và cái thứ hai mạnh hơn đó là cái tâm lý đầu cơ. Đó, thì nó cả hai. Đó, đó thì đấy là cả hai. Đúng không ạ? Rồi đúng rồi, đấy là cả hai. Còn triển vọng nhóm này ấy, thì về cơ bản nhóm thủy sản ấy thì giá cá vừa mới đạt đỉnh ra khoảng độ nhỉnh 30.000 thì bây giờ còn khoảng 27.000. Và hiện nay tồn kho ở các doanh nghiệp cá nó cũng từng nay sẽ bị xấu cái đầu đó. Thế anh ra để cho chắc chắn đầu tư ấy, gọi là đầu tư không phải đầu cơ nhé, thì tốt nhất là anh chị hãy đợi giá cá nó giảm, nó tạo đáy rồi đến một chu kỳ mới thì chúng ta tham gia những cái công ty liên quan đến thủy sản này. Và vấn đề câu thứ ba là đánh giá về kết quả kinh doanh của các nhóm, đúng không? Liệu nhóm nào bị tác động xấu? Đó là nhóm xuất nhập khẩu rồi. Nhóm xuất nhập khẩu sẽ bị tác động rất xấu, rất xấu. Đó, ví dụ như là nhóm dệt may chẳng hạn, thì kết quả kinh doanh quý 4 sẽ vô cùng bé bét, vô cùng bé bét luôn đấy. Chia sẻ của anh chị là như thế. Rồi tiếp theo là các doanh nghiệp xuất khẩu ở trên sàn, chúng ta có thể thấy ví dụ như là VicoStone chẳng hạn, quý 4 nó có thể kém, bởi vì nó chủ lực ở Mỹ, hay Phú Tài chẳng hạn, nó cũng tương đối kém một chút. Đấy là ngành đó. Và cái ngành tác động mạnh tiếp theo đó là ngành bất động sản. Thì ngành bất động sản quý 4 này gần như là tê liệt hoàn toàn, đặc biệt là các cái công ty bất động sản nhà ở, anh chị nên lưu ý nhé, thì gần như tê liệt hoàn toàn và thậm chí lỗ rất là lớn trong quý 4 này nhiều doanh nghiệp đấy. Đó, thì đấy là những cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng xấu, xấu mà chúng ta nên tránh, nên tránh. Còn ví dụ như bất động sản công nghiệp thì nó lại tốt, chứ nó không vấn đề gì cả, bởi giải ngân năm nay tăng rất mạnh, còn đăng ký thì giảm độ khoảng chục phần trăm cho năm tới thôi, nhưng mà nó vẫn là kết quả tốt. Thì đấy là xin trả lời với câu hỏi của chị Hương. Em cảm ơn câu trả lời của anh Phục ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Thanh Hòa. Nếu chỉ chọn 3 cổ phiếu trong danh mục báo cáo trả lời 2023 để đầu tư tập trung NAV, xin Exfin cho thứ tự doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên. Cảm ơn. Câu hỏi này em xin mời anh Tuấn Hòa ạ. Vâng ạ, câu hỏi của anh thì nó là câu hỏi mà hầu hết mọi người đều mong muốn điều đấy. Nhưng thực tế trong khi mà mình thực thi ấy,
thì bao giờ nó sẽ có một chút rủi ro nào đó. Nên thành ra là nếu mà đưa ra lời khuyên với anh ấy, thì nó sẽ khá là khó. Ở góc độ của Tuấn thì Tuấn khuyến nghị là anh nên sở hữu cả 10 cổ phiếu thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và bởi vì trong 10 cổ phiếu đấy thì Tuấn cũng đã ngồi tính toán, tức là SCP đã ngồi tính toán về cái mỗi cổ phiếu sẽ có một nhiệm vụ riêng. Ví dụ như là trong nhóm này thì anh sẽ thấy rằng là có hai cổ phiếu mục tiêu là phần khủng như là của FPT là cái tốc độ tăng trưởng rất là bền vững, hay là của ACB chất lượng tài sản rất là tốt, đúng không ạ? Thì đấy hai cổ phiếu thiên về phần khủng, về giữ ổn định danh mục. Hai cổ phiếu mà hướng đến tăng trưởng trong giai đoạn mà khi thị trường, tức là khi mà GDP quay trở lại, khi mà nền tăng trưởng kinh tế bắt đầu quay trở lại, đó là cổ phiếu ngành bán lẻ. Thế anh chị có thể để ý đến nó là FLT, là thế giới động. Và thế giới động thì đâu đó có game một chút nữa, đó là việc họ bán vốn của Bách Hóa Xanh. Một số doanh nghiệp như là PHR hay Hòa Phát thì nó mang tính chu kỳ một chút, đúng không ạ? Vẫn mang tính chu kỳ một chút. Và nếu như mà những điều may mắn xảy ra đối với cả là cao su chẳng hạn, thì hoàn toàn rằng là PHR sẽ được tăng lên rất là mạnh, tăng lên rất là mạnh. Hòa Phát thì theo câu chuyện của phục hồi từ Trung Quốc đối với bất động sản, và nếu như cái việc phục hồi bất động sản và đầu tư công quay trở lại rất là mạnh mẽ thì Hòa Phát cũng sẽ được hưởng lợi đó. Còn những doanh nghiệp khác như Techcombank hay là VIB hay là MBS thì nó có tính chu kỳ, đúng không ạ? Nó tính chu kỳ theo cái nền kinh tế và theo cái dòng vốn. Và nếu như câu chuyện này xảy ra, vấn đề tài chính cũng được xảy ra, lãi suất đột ngột giảm trở lại, thì tất cả những doanh nghiệp như Techcombank, VIB hay MBS là doanh nghiệp được hưởng lợi lớn nhất nếu như mà lãi suất đột ngột giảm. Và câu chuyện này có thể diễn ra vào cuối năm 2023 đó. Thì anh chị thấy rằng là có những cổ phiếu nó thiên về câu chuyện đầu năm, có những cổ phiếu thiên về câu chuyện giữa năm, có những câu chuyện thiên về một chút đến cuối năm, và có những cổ phiếu mà đi theo hướng gọi là an toàn, có những cổ phiếu đi theo hướng phục hồi, có những cổ phiếu đi theo hướng tăng trưởng đó. Thế thì thành ra là tổng quan như vậy thì Tuấn đã chia sẻ đến anh, đó là mỗi cổ phiếu nó sẽ có một cái câu chuyện riêng. Thì anh có thể lưu ý cái câu chuyện nào mà phù hợp nhất với mình, câu chuyện nào có nhiều khả năng xảy ra nhất thì anh có thể phân bổ. Nhưng mà cá nhân Tuấn thì khuyến nghị là anh nên phân bổ đều cả 10 cổ phiếu. Xin hết ạ. Em cảm ơn anh Tuấn ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Tăng Trần. Nếu các ngân hàng thương mại cổ phần được duyệt trả cổ tức bằng tiền mặt, có nên ưu tiên phân bổ vào Techcombank nhiều hơn không? Techcombank giữ lại lợi nhuận chưa rất lớn khi chưa trả cổ tức bằng cổ phiếu lẫn tiền mặt trong nhiều năm qua. Câu hỏi về Techcombank này em xin mời anh Phục ạ. Về cái vấn đề này thì cũng rất nhiều anh chị quan tâm đến cái vấn đề này. Thực sự nếu mà ngành ngân hàng mà nó trả cổ tức tiền mặt thì nó sẽ có một cái sự bứt phá sẽ rất mạnh đấy. Bởi vì cổ phiếu ngân hàng mà nó muốn trả cổ tức bằng tiền mặt mà được duyệt ý, thì tỷ lệ cổ tức nó không hề thấp tí nào cả. Với giá cổ phiếu bây giờ ngân hàng bây giờ rất thấp mà trả cổ tức nó trả có thể trả rất cao, EPS rất lớn. Đó. Thì cái câu chuyện cổ tức ở đây thì vấn đề ở chỗ là Techcombank nó sẽ không trả cổ tức đâu. Khả năng rất cao nó sẽ không trả. Vì sao nó lại không trả? Cho dù nó dư tiền rất nhiều, hệ số an toàn vốn số 1 Việt Nam, đúng không? Tăng trưởng tín dụng thì bây giờ là vừa vừa rồi. Đó là vì nó muốn giữ lại để nó làm dày vốn, và sau đó thì cái kế hoạch chiến lược lớn của bên Techcombank ấy là tầm khoảng độ 2024, 2025, 2026 thì họ sẽ có một lần bán vốn nữa. Bởi bây giờ zoom nước ngoài là khoảng 22%, tức là họ còn khoảng 10% nữa họ bán. Thì họ mong muốn là để lại, giữ lại vốn chủ sở hữu để sau này họ bán có thể PB bằng 3 lần. Thế do đó là giữ lại một đồng để bán bằng giá 3 đồng chẳng hạn. Đó, thì họ rất thích cái câu chuyện lớn như thế. Lớn như thế. Thế thành ra họ sẽ giữ lại. Đấy, thì nếu mà đầu tư về cổ phiếu mà kỳ vọng nhận cổ tức ấy, thì anh chị phải quan tâm đến VIB hoặc ACB. Bởi vì hai mã này đều kế hoạch trả cổ tức, chứ không phải là Techcombank. Đấy, thì câu chuyện trả lời anh là như vậy. Em cảm ơn anh Phục ạ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Thanh. Chiến lược giải ngân ra sao nếu như vẫn còn âm từ năm 2022 và khoản tiền mặt không còn lớn, với những cổ phiếu trong báo cáo chiến lược 2022 và không có trong báo cáo chiến lược 2023 nhưng vẫn đang lỗ thì sẽ xử lý như thế nào?
có nên cắt và giải ngân vào cổ phiếu trong danh sách năm nay hay không? Em xin mời anh Tuấn ạ. Câu hỏi của chị thì thực ra là mình cần lưu ý lại một chút, đó là hầu hết chúng ta bị một cái lỗi tâm lý hành vi, đó là hiệu ứng mỏ neo. Hiệu ứng mỏ neo tức là gì? Tức là chúng ta giống như kiểu là anh chị sẽ cái hiệu ứng này thấy ở khắp mọi nơi thôi, tức là giả sử như là có một cái chiếc áo đang được bán ở trên mạng giá khoảng 300 nghìn đấy chẳng hạn, xong nó ghi là 300 nghìn và bây giờ giá chỉ còn khoảng 250, và mọi người sẽ ghi là mỏ neo đang là 300 và tự nhiên xuống 250, và đó là một mức giá rất là rẻ. Thì câu chuyện tương tự thế, khi mà chúng ta mua cổ phiếu ấy, chúng ta chỉ cần biết rằng giá tôi mua đang là khoảng 50.000, bây giờ xuống còn khoảng 40.000, thì thông thường mọi người sẽ thường sẽ không bán, và thường mọi người sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi nào mà giá quay trở lại cái vùng mỏ neo cũ của mình. Thì hầu hết mọi người phải tính cái mỏ neo như vậy, và chính điều đó nó chính là một cái vấn đề rất lớn trong cái việc mà giả sử chúng ta nhận thấy rằng cổ phiếu đấy là cổ phiếu chất lượng kém. Ở đây Tuấn không nói là danh mục này là kém nha, Tuấn đang nói ở góc độ lý thuyết trước, kiến thức trước, thì mình sẽ thấy rằng là cổ phiếu này cổ phiếu chất lượng kém, nhưng mà vì cái việc là chúng ta đang mua ở góc 50.000 bây giờ xuống còn 30.000, chúng ta không thể chấp nhận được, đúng không? Bởi vì cái khi mà mọi người bán đi thì tức là mọi người đang tự nghĩ rằng là mình đang sai, và hầu hết mọi người đều không chấp nhận được đấy. Thì đấy chính là một cái lỗi tâm lý hành vi. Hay là ngày xưa Tuấn có một anh bạn, anh ý sở hữu một cổ phiếu chất lượng rất là kém như là Rốt thì phải, và vì anh mua ở mức giá cao rồi nên anh quyết tâm phải chờ giá cổ phiếu quay lại mức vùng cũ anh ý mới chịu bán. Và đương nhiên thì có những lúc nó quay về gần mức giá cũ rồi nhưng anh vẫn không bán, để anh chờ kiểu gì kiểu phải hòa vốn anh mới bán, thì thực tế nó đã khiến cho anh mất một số lượng tiền rất là nhiều. Thế thì sơ qua nói dài hơn một chút để thấy là gì, tức là cái việc mà giá vốn chúng ta là bao nhiêu nó không quan trọng, mà hoàn toàn anh chị cần phải lưu ý rằng là cái triển vọng của cổ phiếu đấy so với cổ phiếu khác sẽ tốt hay hơn hay không. Hay là ví dụ như là chúng ta thường rất là sợ việc mà cổ phiếu bị âm mà chúng ta phải cố gắng mua để khi nào nó dương chẳng hạn vậy, nhưng thực tế là mỗi lần mình mua mình phải cố gắng chọn triển vọng nhất trong danh mục đó. Thì sơ qua như thế. Thế thì câu hỏi của chị, của anh và chị, biết là anh hay chị, đó là chiến lược giải ngân là sao, nó còn âm từ 2022 và khoản tiền mặt không còn lớn, và có những cổ phiếu trong 2022 nhưng không có trong báo cáo chiến lược 2023, thì như Tuấn vừa chia sẻ chẳng hạn như là Nam Long có trong báo cáo chiến lược 2022 nhưng mà đến 2023 thì nó không còn Nam Long nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Adefin cho thấy rằng là cái tương lai về ngành bất động sản năm 2023 nó rất là mù mờ, nó rất là 50-50, thành ra chúng tôi mới quyết định chuyển sang Hà Đô để nó có phần nào đó nó chắc chắn hơn. Ý là nó sẽ giả sử hoàn toàn có khả năng là hai cổ phiếu sẽ lên bằng nhau nhé, hoàn toàn thể Nam Long tăng và Hà Đô tăng là ngang nhau, nhưng câu chuyện đấy nó là câu chuyện của chính sách và rõ ràng là tại thời điểm mà chúng ta chưa nhìn thấy được. Thành ra là chính vì thế nên là cái phim mới chuyển đổi từ Nam Long sang Hà Đô, để trong trường hợp xấu thì Hà Đô vẫn còn mảng năng lượng giữ lại đó, ý là như vậy. Thành ra là khi mà Adefin đưa cái cổ phiếu của 2023 là sẽ cố gắng để làm sao giảm thiểu cái rủi ro có thể gặp phải về vấn đề chính sách, về vấn đề vĩ mô vân vân đấy, để chị có thể biết thêm ạ. Thì hết ạ. Em cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Tuấn. Em xin hỏi về phần định giá cuối mỗi cổ phiếu. EZFIN có thể giải thích rõ hơn cách tính sơ bộ EPS dự phóng, lợi nhuận dòng, vốn chủ sở hữu được không ạ? Em xin cảm ơn. Câu hỏi này em xin mời anh Tuấn tiếp ạ. Về định giá mỗi cổ phiếu rõ hơn cái tính sơ bộ EPS dự phóng, lợi nhuận dòng của chủ sở hữu, đúng không ạ? Thì thực ra ba câu này nó là một thôi, nó chẳng chẳng khác gì nhau cả. Vì bởi vì sao? Bởi vì lợi nhuận dòng mà chia cho số cổ phiếu thì ra EPS dự phóng, đúng không ạ? Và EPS đấy cộng với cả cái lợi nhuận dòng cộng với cả vốn chủ sở hữu của năm ngoái thì ra vốn chủ sở hữu của năm nay, đúng không ạ? Nên thành ra là ba câu này về cơ bản nó chỉ là một thôi. Còn khi mà chúng ta nhìn đến lợi nhuận dòng ấy thì với mỗi cổ phiếu chúng ta sẽ có một cái giả định khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như PHR chúng ta sẽ có một số giả định mà ban lãnh đạo đưa ra, ví dụ như năm tới họ sẽ có khoảng 200 tỷ tiền đền bù từ VSIP này, rồi lợi nhuận core hàng năm của họ đâu đó khoảng 300-400 tỷ đấy, mình cộng lại mình tính ra thôi,
thì với mỗi cổ phiếu nó sẽ có một cái định giá khác nhau, có một cái góc nhìn khác nhau. Còn ở góc độ mà chúng ta nhìn trong quá khứ lịch sử ấy, thì thông thường anh cứ cần để ý đó là cái P trên B lịch sử, P trên E lịch sử, thì hầu hết các cổ phiếu trong cái danh mục hiện tại đều có PB hoặc PE trong lịch sử ở mức rất là thấp so với quá khứ. Tức là tính theo trailing, tức là tính theo 12 tháng gần nhất, chúng ta chưa cần tính dự phòng. Tức là cái rủi ro mà để giảm giá tiếp nó khá là thấp, đúng không ạ? Chưa kể rằng là kỳ vọng rằng năm tới lợi nhuận không âm. Lợi nhuận không âm tức là cái book sẽ tăng. Ví dụ như là như Tuấn vừa chia sẻ, tức là nếu giả sử như anh chị đang sở hữu một cái doanh nghiệp mà bây giờ cái book của nó là khoảng 50.000, tức là toàn bộ tài sản anh chị đầu tư 50.000, năm tới nó có lãi, nó chỉ cần có lãi thôi, không cần là lãi nhiều lãi ít, chỉ cần có lãi thôi. 50.000 anh chị lãi khoảng 5.000 thôi, anh chị lên khoảng 55.000 thì tức là cái book của mình đã tăng lên rồi, mà ngày xưa định giá book rất là thấp rồi, thì bây giờ book lên tăng lên nữa, thì rõ ràng rằng là cái P trên B cái giá cái mẫu nó tăng thì nhiều khả năng cái tử sẽ tăng. Thì ý ở đây là như vậy, tức là khi mà mình lựa chọn doanh nghiệp đang định giá mức thấp nhất rồi, và thứ hai là dự phòng định giá của mỗi doanh nghiệp nó sẽ tuân theo cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đó, thì chia sẻ với anh sơ qua như vậy. Anh cảm ơn anh Tuấn ạ. Tiếp sau đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Trọng. Trước năm nay cổ phiếu ORN bị ảnh hưởng bởi vấn đề trái phiếu bằng tự doanh không thuận lợi. Vậy AZFIN đánh giá sao về cổ phiếu ORS trong một năm tới và tương lai xa hơn ạ? Có thể so sánh tương đối với MBS được không ạ? Câu hỏi này em xin mời anh Phục. Ok. Cái cổ phiếu ORS này thì hoàn toàn nó dựa vào cái mảng gọi là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, và còn vốn của nó thì nó cũng đầu tư trái phiếu và gửi ngân hàng hoặc là các cái vấn đề liên quan. Thì ORS trong năm 2023 này thì kết quả kinh doanh nó sẽ không mạnh được, bởi vì như bạn Trọng đã đưa ra đó là lĩnh vực trái phiếu, và chúng ta cũng thấy đấy, trái phiếu rất khó phát hành, đặc biệt là trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản. Còn trái phiếu của ngân hàng thì họ không cần các công ty chứng khoán, họ chỉ cần các ông ký vào cái giấy hồ sơ thôi thì họ trả vài chục triệu thôi đó, thì công ty chứng khoán gần như không được gì. Công ty chứng khoán chỉ được hưởng lợi khi là phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp thông thường rồi bán trái phiếu đó. Đó thì ORS bán trái phiếu qua ngân hàng Tiên Phong Bank và cũng có khách qua ngân hàng đó, thì năm 2023 gần như bị chặn đứng, trong khi các mảng khác của ORS thì nó lại không mạnh, ví dụ như mảng môi giới của nó rất yếu. Thế thành ra là 2023 với cái vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ một cổ phiếu khoảng 12.000 đồng cuối 2022 thì nó có thể làm ra lợi suất khoảng 10%, thì tương ứng với EPS của nó khoảng 1.200 đồng, thì giá hiện nay là 9, đúng không ạ? Trên 12.000 đồng trên book 12, tức là PB bằng có khoảng độ hơn 0,7 một chút, rồi PE của nó thì bằng khoảng độ chưa đến 8 lần, 7.7, thì nó vẫn là một cái cổ phiếu hấp dẫn. Nếu như cái trái phiếu của chúng ta cuối 2023 hoặc 2024 mà trở lại mạnh mẽ thì EPS của ORS hoàn toàn nó có thể tăng lên 2.000 đến 3.000, thậm chí 4.000 đồng, thì lúc ý lại là một cơ hội tăng giá rất mạnh. Còn hiện nay là định giá rẻ, như chúng ta thấy cả PB lẫn PE, nhưng mà do nó có khó khăn trái phiếu thì thành ra có khả năng cao nó bật lại chậm hơn. Còn MBS thì cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi mảng trái phiếu. MBS cũng là một cái tay chơi đứng thứ 3, thứ 4 trên thị trường chứng khoán Việt Nam về cái tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu. Nhưng mà những năm trước thì lợi nhuận của MBS ở mảng trái phiếu thì dồn hết về ngân hàng mẹ MB. Ông MB ăn hết. Đó, thế thành ra lợi nhuận của MBS nó không cao. Còn hiện nay thì năm nay lợi nhuận của MBS đâu đó khoảng gần 600 tỷ lợi nhuận sau thuế. PE đâu đó bằng khoảng 8 lần. PB của nó bằng khoảng độ 1.05 lần. Thì năm tới thì thực sự là lợi nhuận từ trái phiếu nó không quá nhiều. Thế thành ra năm tới với cái vốn chủ sở hữu nó khoảng độ 4.500 tỷ hiện nay, 4.600 tỷ hiện nay, thì nó có thể làm ra cái lợi nhuận khoảng 460 tỷ từ cái nguồn vốn của nó. Bên cạnh đó thì cái mảng môi giới của MBS cũng rất mạnh, và nó đang thậm chí còn đang tăng thị phần một chút cơ. Đó, thế thành ra là nếu mà năm 2023 ấy, giả định là thanh khoản bằng 2022 đi chăng nữa, thì lợi nhuận của nó hoàn toàn có thể đạt khoảng độ 700 tỷ. Còn nếu mà ở kịch bản gọi là bình thường ấy, khi mọi thứ trở lại bình thường, thanh khoản tốt hơn một chút ấy, thì lợi nhuận của nó khoảng độ 900 tỷ.
Còn kịch bản tốt thì lợi nhuận nó có thể được khoảng độ 1.200 đến 1.300 tỷ. Thì với việc là nó sở hữu đâu đó khoảng độ hơn 300 triệu cổ phiếu, hơn 300, gần 400 triệu cổ phiếu, 380 mấy triệu cổ phiếu ấy. 400 triệu cổ phiếu, 380 cổ phiếu triệu cổ phiếu thì EPS của nó dao động từ khoảng độ 1.600 đồng đến khoảng độ 3.500 đồng cho năm 2023. Thì do đó rằng là định giá với giá khoảng độ 13 như hiện nay thì là một mức định giá có thể nói là, tất nhiên dòng chứng khoán nó có thể biến động rất mạnh, nhưng mà với PB nó khoảng 1 như thế, với PE thấp như thế thì cái rủi ro giảm giá so với cái cơ hội tăng giá của nó là rất nhỏ, tức là phần thưởng trên rủi ro rất cao. Đấy, nếu mà kịch bản thị trường chứng khoán của chúng ta mà dòng tiền mà lãi suất nó có thể giảm trong quý 2 chẳng hạn, tốt, mọi thứ ổn chẳng hạn, chỉ cần định giá về mức trung bình, tức là PE của thị trường khoảng 15.5 đến 16.5 chẳng hạn, thì cổ phiếu MBS ấy, hoàn toàn cái upside nó có thể tính bằng lần. Đó, còn tính bằng lần, còn cái việc giảm nó vẫn có thể. Bởi vì mức thấp nhất trong lịch sử của nó là PB bằng khoảng 0.7 mà, 0.6 cũng như 0.7. Thì như vậy mức giảm mạnh nhất nó khoảng độ 30%. Nhưng mà nếu mà thị trường tốt, thuận lợi thì nó có thể tăng bằng lần thật đấy. Đó, thì đấy là các cái kịch bản khác nhau. Các kịch bản khác nhau, còn AZFIN đưa ra cái ngưỡng chốt lời, cái tham khảo đấy là mang tính chất là chúng ta cũng ngắn hạn. Ngắn hạn là muốn dưới một năm là ngắn hạn thôi. Với lại cũng phải tương đối thận trọng một chút, cũng phải tương đối thận trọng một chút. Bởi vì năm vừa rồi đấy, có những cái diễn biến nó xảy ra không thể ngờ được, nó rất bất ngờ. Thế thành ra năm nay cũng phải dự phòng một chút. Chính vì thế AZFIN cũng đưa ra là sẽ update hàng quý hoặc có gì sẽ cập nhật gửi đến các anh chị liên tục. Gửi đến anh chị liên tục là như vậy. Thì đấy là chia sẻ cùng bạn Trọng về cái cổ phiếu ORS cũng như là MBS. Em cảm ơn chia sẻ của anh Phụ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một anh tên là Kiên, và anh Kiên có hỏi hai câu hỏi khá là dài, cho nên em xin phép là được chia ra làm hai câu hỏi tách biệt luôn. Đầu tiên là trong ngành bất động sản nhà ở, em thấy mình đưa vào danh mục có Hà Đô, nhưng lại tập trung chủ yếu vào triển vọng của mảng điện. Hà Đô là cổ phiếu tập trung nhiều hơn vào phòng thủ có phải không? Và nếu so sánh giữa nhà Từ Liêm và Hà Đô thì sao? Về định giá cổ tức và khả năng bán hàng các dự án bất động sản của nhà Từ Liêm so với Hà Đô, mong anh chị đưa ra nhận định để em có thể nắm rõ và có lựa chọn phù hợp ạ. Câu hỏi này em xin mời Phục. Vâng, về Hà Đô thì nói chung là nó vẫn là tài sản, nó vẫn cả hai phần, vừa là bất động sản vừa là điện. Thì bất động sản hiện nay nó có thêm cả bất động sản cho thuê và khách sạn từ năm 2022. Đó thì cái kết quả kinh doanh của nó thì năm 2023 khả năng cao là nó sẽ giảm ít hơn so với nhà Từ Liêm. Nhà Từ Liêm thì có một cái hay là không có nợ vay. Bất động sản nó không nhiều nhưng rất sạch, sẵn sàng để bán. Pháp lý ok, đó là dự án bãi muối ở Hạ Long đã cơ bản đã xong rồi. Đó, thì thằng nhà Từ Liêm thì mang tính độ chắc chắn thì nó có vẻ về bất động sản thì nó chắc chắn hơn. Nhưng về kết quả kinh doanh thì Hà Đô có vẻ chắc chắn hơn một chút, bởi vì bây giờ nó có thêm mảng điện rất bền vững. Đó. Còn về cổ tức chẳng hạn thì bằng tiền thì nhà Từ Liêm cao hơn, nhưng mà cái tiềm năng tăng trưởng cổ tức của nhà Từ Liêm lại không bằng Hà Đô, rồi cái thanh khoản của nhà Từ Liêm vân vân các thứ thì nó tương đối nhỏ. Nói tóm lại nhà Từ Liêm hay Hà Đô đều rất tốt, nhưng mà để phù hợp với một cái số lượng nhà đầu tư lớn và cộng thêm là nó có cái tính chất là nó blue chip một tí, to hơn một chút, thì Hà Đô là được lựa chọn ở cái trong cái danh mục này. Đó, thì xét về tổng thể thì AZFIN đánh giá là hai cổ phiếu này về định giá là tương đương nhau. Nhưng mà về cái vị thế, về cái triển vọng bền vững thì Hà Đô là được đánh giá gọi là ổn hơn, cao hơn. Đó, thì đấy là trả lời cái câu hỏi của anh Kiên là như vậy. Vâng, tiếp theo câu hỏi số 2 là về bán lẻ. FLT có triển vọng tăng trưởng tốt, 2021-2022 mảng nhà thuốc tăng trưởng tốt và có lợi nhuận nhờ dịch bệnh. Tuy nhiên 2023 trở đi lợi nhuận liệu có còn tốt như trước khi mà dịch bệnh bớt đi và cạnh tranh nhiều lên. Điều em băn khoăn nhất ở FLT là liệu họ có được cái ADN mở chuỗi như của MW hay không. FLT rõ vẫn được kỳ vọng tăng trưởng tốt nên giá cổ phiếu không bị chiết khấu nhiều, định giá vẫn cao. Nhưng MWG khi mà triển vọng tăng trưởng kém đi, giá cổ phiếu giảm mạnh luôn trong giai đoạn khó khăn như thế này. Các anh đánh giá về tỷ lệ thắng thua của FLT như thế nào ạ?
Em xin mời anh Tuấn ạ. Về FPT và thế giới động thì đều thu mảng bán lẻ. Thì vì sao cái mảng dược phẩm được đẩy mạnh lên mạnh như vậy? Là bởi vì trong thời gian qua là họ đang nhận thấy rằng cái cách dùng thuốc của người dân đang thay đổi. Và đó chính là cái nguyên nhân vì sao họ phát triển cái mảng nhà thuốc. Và nếu như mà so sánh một chút thôi, thì nếu ta nhìn ba chuỗi mà lớn nhất thị trường hiện nay, đó là Pharmacity, đó là FRT và đó là An Khang. Thì Pharmacity là một mô hình kinh doanh mà khi mà Tuấn có ngồi nói chuyện với cả những anh chị em mà trong ngành thì cho thấy rằng là Pharmacity gần như là họ căng mở căng lỗ, thành ra là về cơ bản là Pharmacity sẽ không phải đối thủ đáng ngại. Và nếu như phát triển chỉ có FRT và An Khang là hai đối thủ đáng gọi là đối thủ nhau nhất. Và từ trước nay thì khi mà ngày xưa Tuấn có ngồi nói chuyện với cả bên lãnh đạo FRT hay là lãnh đạo của Thế Giới Động, tức là trong các buổi đoàn đông đông ấy, thì ngày xưa thì Tuấn là băn khoăn với việc là tại sao cái chuỗi Thế Giới Động và chuỗi FPT Shop cũng phải cạnh tranh với nhau. Nhưng thực ra là hai thằng đấy cạnh tranh nhau nó là một điều tốt, bởi vì khi mà một cái cửa hàng Thế Giới Động được mở tại một nơi rất là hoang vắng như là Mộc Châu chẳng hạn, giả sử đấy, Mộc Châu hoặc là Sơn La chẳng hạn, thì ngay lập tức có một cái cửa hàng của FPT Shop bên cạnh, thì người ta tự nhiên thấy rằng là à, đây rõ ràng là các công ty lớn. Còn nếu như chỉ đơn độc một người thôi thì người dân người ta lại không quen điều đấy, nên thành ra là hai người cùng phát triển khi đấy rất là tốt đó. Thế thì trong cái câu chuyện hiện nay thì có nhận thấy rằng là các doanh nghiệp đều đang nhận thấy là cái sự thay đổi trong cái hành vi tiêu dùng của nhà đầu tư, của người tiêu dùng về trong mảng thuốc. Và nếu chúng ta nhìn qua một chút về cái tỷ lệ download app của Long Châu và download app của An Khang, thì anh chị search thử Google đó, hoặc là Tuấn xem ở trên cái điện thoại Android này của Tuấn này, thì cái tỷ lệ mà download app của Long Châu là khoảng hơn 1 triệu lượt tải xuống. Và nếu tính sơ qua đơn giản nhân với cả bên Apple đó, bên Apple Store đó, thì ta lên khoảng 2 triệu, đúng không ạ? 2 triệu lượt tải xuống. Sau đó bên An Khang đó chỉ 100.000. Thì rõ ràng rằng là mảng Long Châu của FPT nó đang có lợi thế đáng kể so với cả An Khang. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thử nhìn xem là cái định giá của nó như nào. Thì trong ngành bán lẻ này ấy, thì có một đặc điểm này anh ạ. Tức là thông thường thì chúng ta thể nhìn theo P/E là chúng ta sẽ thấy rằng là doanh nghiệp này đang đắt hoặc rẻ, đúng không? Nhưng trong ngành bán lẻ thì thường ta nhìn P/S nữa. Vì sao chúng ta phải nhìn P/S bên cạnh cái P/E? Bởi vì đầu tiên là giống như cái câu chuyện mà Thế Giới Động lúc mà Tuấn có kể, à, hôm vừa hôm qua kể trong cái hôm nay kể trong cái YouTube hội viên, thì Thế Giới Động khi mà họ phát triển cái mảng điện máy xanh thì họ quyết định là chi tiền cho marketing rất là mạnh, chi tiền marketing để phủ hết tất cả các kênh truyền thông và doanh thu được tăng, nhưng đồng thời chi phí cũng tăng. Và ông ấy, anh Tài bảo rằng là tôi sẵn sàng đốt tiền trong khoảng 3 năm để cái chuỗi điện máy xanh có thể vọt lên dẫn đầu thị trường, và ông sẽ đốt tiền cho marketing rất là mạnh. Thì mặc dù doanh thu tăng nhưng mà cái chi phí cũng tăng và lợi nhuận của mảng điện máy xanh gần như không có. Nhưng đến một ngày mà khi nó phủ đủ thị trường rồi, nó bắt đầu tạo ra hiệu ứng về marketing rồi, nó bắt đầu tạo ra được cái sức mua trong cái lòng người tiêu dùng rồi, thì lúc đó là cái chi phí marketing bắt đầu giảm đi. Và đồng thời đó khi nó đủ hệ thống quy mô thì cái chi phí về mua hàng trả chậm rồi nhập hàng mà được giảm giá chiết khấu cũng sẽ được tốt lên đó. Thì đấy là cái chiến lược của những người bán lẻ thường như vậy. Và tương tự đấy thì hoàn toàn những cái cửa hàng như của Long Châu chẳng hạn, khi mà mở một cửa hàng anh chị phải mất đâu đó khoảng mấy tỷ rồi, và nó mất khoảng mấy năm bắt đầu mới hồi vốn, thì ngay cái lúc mà mở ra mình sẽ bị tính cái khấu hao trên cửa hàng đó. Thành ra là mình trong ngành bán lẻ này đôi khi ta phải nhìn P/S một chút, chứ thay vì không chỉ đơn giản ta nhìn P/E đó. Thế thì bây giờ chúng ta thử nhìn P/S của FRT và P/S của Thế Giới Động. Thì doanh thu của FRT trong khoảng năm nay đâu đó khoảng 30.000 tỷ và vốn hóa của FRT khoảng 8.000,
tức là lúc đó chúng ta đang khoảng là 25-26%, 26% đối với cả tức là PGNet của FLT khoảng 20.26. Còn PGNet của Thế Giới Động mặc dù vừa giảm rất là sâu, đúng không ạ? Giảm từ khoảng là 80.000 về còn khoảng 46.000. Thì PGNet của doanh nghiệp này năm nay đâu đó khoảng là 0.45-0.46. Tức là cao phải hơn 60% đối với FLT, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn đang nhận thấy rằng này, Thế Giới Động đang vẫn khá là rẻ so với tiềm năng. Đó. Thế thì dựa trên những câu chuyện như thế thì quan điểm cá nhân Tuấn ý, nếu như FLT thành công trong mảng Long Châu thì định giá của nó vẫn đang khá là rẻ. Bởi vì đôi khi chúng ta phải nhìn PGNet, chúng ta không chỉ thuần nhìn PGD được. Vì chỉ cần là cái chuỗi đấy thành công thì mọi cái chi phí và kiến cho lợi nhuận đang mức rất là thấp như vậy, nó sẽ được bù lại trong giai đoạn sau khi mà nó hiệu quả hơn và nó sẽ tăng được biên lợi nhuận tăng biên lợi nhuận dòng. Đó. Thế thành ra là quan điểm cá nhân Tuấn thì Tuấn nghĩ rằng là FLT sẽ vẫn là ổn và dựa trên những cái thực tế họ đang triển khai như là cái tỷ lệ download của Long Châu này, rồi khả năng mở cửa hàng mới này, vân vân, thì mình thấy là FLT đang đi đúng hướng, Long Châu đi đúng hướng và FLT sẽ có nhiều cơ hội thành công và tỷ lệ thắng thua với FLT của cá nhân Tuấn ấy, thì chúng ta cần phải nhìn dài hạn hơn xem Long Châu thành công hay không. Nhưng ở góc độ hiện tại thì tôi nghĩ rằng là Long Châu có nhiều cơ hội thành công. Thì thế này. Em cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn. Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Tiến. EZFIN có đánh giá tác động như thế nào về việc Trung Quốc mở cửa, cổ phiếu nào hưởng lợi và xin định giá cụ thể cho mã cổ phiếu đó? Kính chào quý nhà đầu tư đến với báo cáo chiến lược năm 2024. Lợi tức, cổ tức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng vượt trội. AZFIN đã đưa ra 3 mùa báo cáo chiến lược và cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Ngày hôm nay, hãy cùng AZFIN điểm lại theo bảng thống kê dưới đây khi so sánh với VN Index. Năm 2021, khi lợi suất sinh lời của VN Index đạt 32,1%, thì báo cáo chiến lược của AZFIN mang lại lợi suất 76,3%, cao gấp 2 lần so với VN Index, trong đó 5 mã mở rộng trung bình lãi 84,36%. Với năm 2022 đầy biến động, thị trường chứng khoán đã có lúc giảm mạnh đến 26,4%, nhưng báo cáo chiến lược của AZFIN chỉ giảm 9,4%, mức giảm nhẹ hơn rất nhiều so với thị trường chung. Bước sang năm 2023, báo cáo chiến lược với chủ đề tập trung vào định giá đã mang lại thành công lớn cho nhà đầu tư với mức tăng 28,5%, cao hơn 3 lần so với mức tăng của thị trường chung là 9,4%. Thị trường chứng khoán luôn diễn biến hết sức phức tạp, từ đó khiến cho các nhà đầu tư thường rất khó khăn trong việc ra quyết định đầu tư, cũng như không biết chọn cổ phiếu nào, danh mục nào và chiến lược ra sao để có thể đầu tư hiệu quả trong dài hạn. Thấu hiểu được nhu cầu này, AZFIN Việt Nam đưa ra báo cáo chiến lược thường niên nhằm đồng hành cùng các anh chị trong suốt quá trình đầu tư hướng tới lợi suất có thể vượt trội so với chỉ số VN Index. Tiếp nối thành công sau 3 mùa báo cáo chiến lược, AZFIN quyết định ra mắt báo cáo chiến lược năm 2024 với chủ đề Đón sóng phục hồi. Danh mục bao gồm 10 mã top đầu được lựa chọn kỹ lưỡng từ 6 ngành tiềm năng cho năm 2024 với các tiêu chí ROE cao gấp 1.5 lần trung bình thị trường, V/E bằng 1/2 đến 2/3 trung bình VN Index, cổ tức cao gấp 4 lần trung bình VN Index, tăng trưởng kết quả kinh doanh cao hơn 1.2 đến 1.4 lần VN Index. Các tiêu chí này giúp cho danh mục báo cáo chiến lược vừa có dòng tiền từ cổ tức cao hơn gửi ngân hàng để đảm bảo tính phòng thủ an toàn cho vốn đầu tư, vừa có sự tăng trưởng từ giá cao hơn VN Index 1.2 đến 1.4 lần để đảm bảo hiệu suất đầu tư sinh lời vượt trội thị trường trong dài hạn. Trong cương có nhu là chiến lược đầu tư hoàn toàn mới trong báo cáo chiến lược năm 2024 của AZFIN nhằm giúp nhà đầu tư có được danh mục trong một có hai, vừa có tiềm năng tăng giá, vừa có cổ tức cao hơn gửi ngân hàng. Chương trình báo cáo chiến lược năm 2024 sẽ được phát hành vào thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2023 và livestream giải đáp kín vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 với các nội dung tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023, nhận định triển vọng thị trường và dự đoán kịch bản vĩ mô 2024, chiến lược giải ngân và đầu tư cho danh mục năm 2024, lựa chọn danh mục top 10 cổ phiếu trong 6 ngành tiềm năng đầu tư năm 2024. Báo cáo chiến lược đón sóng phục hồi bao gồm 3 gói sản phẩm với nhiều ưu đãi khi chuyển khoản trước 18 tháng 12 như sau. Thành viên đồng, anh chị nhà đầu tư sẽ nhận được danh mục báo cáo chiến lược và tham gia livestream đánh giá và cập nhật thông tin về doanh nghiệp thông qua kết quả kinh doanh theo hàng quý. Thành viên bạc, anh chị sẽ được tham gia thêm vào group hỗ trợ 365 ngày và một gói đầu tư giá trị năng động với thời hạn 3 tháng. Đối với thành viên vàng, ngoài những ưu đãi đã nêu trên, anh chị sẽ còn nhận được một gói quản lý gia sản cấp độ 1. Bên cạnh đó, báo cáo chiến lược năm 2024, AZFIN cho ra mắt hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, deal chồng deal, siêu lời với chương trình giới thiệu siêu hời. Nếu nhà đầu tư giới thiệu được 2 khách hàng mới sẽ được tặng ngay gói nhận diện tài chính cá nhân độc quyền của AZFIN trị giá 3 triệu đồng. Nhà đầu tư giới thiệu từ 5 khách hàng mới trở lên được up level lên một gói. Gói đồng được up lên
lên gói bạc được lên gói vàng và gói vàng được up level lên gói vàng plus, được một năm đồng hành trong chương trình đầu tư giá trị năng động trị giá 24 triệu đồng. Và đặc biệt, nếu sở hữu danh mục báo cáo chiến lược không vượt index thì AZFIN sẽ hoàn lại 30% phí tham gia chương trình cho nhà đầu tư. Đăng ký tham gia ngay báo cáo chiến lược 2024 với 3 bước đơn giản sau. Bước 1, nhà đầu tư quét mã QR code hoặc truy cập vào link đăng ký được đặt tại phần mô tả. Bước 2, hoàn thành lệ phí theo từng gói đăng ký. Bước 3, sau khi hoàn thành lệ phí, nhà đầu tư sẽ được tham gia vào group báo cáo chiến lược 2024 và nhận báo cáo chiến lược vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. AZFIN tin rằng, báo cáo chiến lược 2024 đón sóng phục hồi sẽ trở thành tấm bản đồ dành riêng cho quý nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư giá trị năm 2024. Liên hệ 0977 522 860 để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí. Đăng ký hôm nay để nhận ngay ưu đãi.